Xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã trở lại kênh của hai vợ chồng mình. Nay mình vô bếp nấu cơm ăn cả nhà ơi. Nay thì mình làm cái món cũng khá là đơn giản. Ở đây thì có chuẩn bị là cái con này là con rạm nè cả nhà. Ở mình thì gọi là con rạm nha, mà không biết chỗ mọi người thì gọi là con gì. Cái con này hình như là mẹ mình nói là giống như nước mặn lên á là sẽ có cái con này. Cho nên là mình thấy bữa nay người ta bán rất là nhiều luôn. Nó như con cua nhưng mà nó rất là nhỏ luôn. Nó không phải con còng. Ở đây kêu bằng con rạm. Ở đây thì mình mua được 2 kg nè. Mua về rồi chồng mình ảnh rửa sạch, mần sạch luôn. Rồi cái này hiện hồi mình đâm ra, xong rồi mình luộc, mình nấu, mình lấy thịt giống như là cua vậy đó. Một phần thì mình sẽ, cái nước ngọt thì mình sẽ nấu canh nha. Bên đây thì mình có chuẩn bị thêm là mướp nè, bùn ngót nè, với hành lá. Còn cái phần thịt thì vớt ra để một phần thì mình kho với một phần mình chiên. Chồng mình thì anh chỉ mình cái cách này chứ hồi đó giờ thì mình cũng chưa ăn cái con này nữa. Nhưng mà ảnh thì ảnh biết cái con này. Giờ anh sẽ đâm ghẹ cho anh nha. Đổi chỗ đi. Con ghẹ hay con rạm? Con rạm. Lộn cái con này hoài à. Mấy cái này chừng nó rớt à. Lấy đi em gọt mướp. Anh đâm cho. Ơi có cái thao đó phải không? Con này mình xay cũng được này. Nhưng mà anh thì anh thích đâm hơn. Đâm làm như cái thịt nó ra nhiều hơn vậy. Nhanh. Có máy để xài. Xài. Con nhiều đây lấy máy ra mất công quá. Tại vì thấy con này nó mềm hơn con cua. Nó mềm mèo à em. Nhưng mà thịt chắc lắm luôn á. Cái em càng đó là chưa ăn cái con này luôn. Cái càng đó là thịt cứng ngắc luôn á. Con cua anh thấy anh ăn thường có hơi bị bởi vì bị bọp. Nó không có cái thịt á. Còn con này là cắn là ra thịt. Mà đặc biệt là gạch nha. Siêu gạch. Ha. Nhưng mà cái gạch nó còn dính nó tông luôn đó. Ừ, gạch dữ lắm. Chưa bảo anh nói nạo gạch ra con này ngồi nạo gạch biết chừng nào thôi mình đâm luôn đi. Tại nó nhỏ thì mình lợi chứ. Anh mua 2 loại mướp luôn hả? Ờ, nó cái mướp đó nó thơm. Mướp khía. Mà sáng nó không có tươi hung, nó còn có 2-3 trái gì ngon rồi. Rồi cũng được. Em có lấy cái thao cho anh đó. Ừ, có. Đâu nè. Rồi? Có nè, anh để dưới nè. Nè em coi thịt nè, quá trời con thịt dẻo luôn. Rồi mình cũng cho muối vô mình lượt giống cái kia vậy ha. Ừ, cũng lượt như con cua bình thường. Ở đó con ghẹ anh còn lượt mà. Hồi lúc anh đi câu ghẹ nhiều quá. Ở bên Nhật á hả? À, cái mình. Chứ ăn không hết. Cái mình của mấy con bự ha, anh lấy anh gan me. Còn cái que anh để đó. Em nhớ lúc đó anh gửi lên cho em á. Nhiều lắm. Anh gửi lên cho em một hùng đông đá. Nhưng mà đông đông cái hết ngon ha. Ngon rồi, ăn nó hơi bợp. Nhưng mà cũng có con nha. Ừ. Có con thịt bở, có con không phải bợp mà là thịt nó bị bở. Anh chuẩn cái nồi cơm với anh. Em canh để thôi, hồi ăn cơm nhão nữa. Em canh này nhả chứ anh không biết canh rồi đó. Lấy đi, rồi nó sôi lên nè. Anh gấp bỏ thêm vô đi, hồi cái mình lấy nó mình nấu canh luôn, nấu cua luôn. Mình nấu cua. Nó kêu con rạm á. Không biết chỗ khác kêu bằng con gì à. Ở đây có người kêu bằng con gì đó. Con ghẹ thì phải. Phải không? Bữa mẹ nói con ghẹ. À, anh thịnh kêu con rạm á. Không biết. Không biết nữa. Con nhưng mà mẹ biết lộn. Cái người bán như kêu bằng con ghẹ á. Ừ. Không biết nữa. Ở kêu ngoài anh á. Ây da. Trời ơi. Đổ máu cả nhà. Bà. Ủa vậy mà nó bén dữ vậy. Có da bào nó bén dữ lắm. Nó bị phập á. Em bào cái nó bị xước á. Em xoàng sao vậy? Nó dấp hả? Em bào nè, nó dấp lên. Nó xảy vô cái ngón tay. Chảy máu quá chừng luôn. Đứt ngay cái đầu ngón tay máu dữ lắm. Hương tích rồi, chưa gì mà hương tích. Ăn cơm mà cũng đổ máu. Hồi nhỏ khóc chết đi. Nhỏ là khóc như mưa rồi đó. Không đụng được cái ngón luôn á chứ không phải chuyện chơi đâu. Mốt khóc con nó cười. Dạ rồi. Nó chưa đào dữ lắm. Nhưng mà chế cái thuốc đỏ vô nó đỡ á anh. Nó bị tê rồi phải không? Bây giờ đang tê á. Không, nó không tê, nó nhức. Nhưng mà cái thuốc đỏ vô làm như nó sát trùng á. Tối nay em ngủ à. Nó giật tặc 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 tặc. Không nha, em để ý nha, cái thuốc đỏ đó. Không phải quảng cáo nha cả nhà. Cái thuốc đỏ đó đó. Chứ mà cái ngón tay mà đứt á. Mà mình không chế nó vô thử coi.
nó nhức hoài luôn, nó giật luôn á. Mà chế vô cái làm như nó sát trùng lại cái nó hết anh. Nó hết nhức. Ừ, cũng hay lắm á. Hết nhức luôn á. Anh bị đứt cái nằm đó, nằm mà kiểu như mình nằm bất động, mình nằm yên để mình chăm chú vào cái vết thương nha. Rồi nó đau dữ. Nó gì? Cà tạc kia đó. Mà con dao bào á, đứt chứ lâu lành lắm. Bẹn lắm. Ngộ vậy đó, cái sắt nó làm sao. Này hồi anh rửa rồi. Em là đứt, làm cho. Em là đứt tay rồi, là em không đụng nước rồi đó. Để anh làm cho. Hãy coi là cơm giùm anh đi. Rồi để anh coi, anh chụm vô đi. Chưa đâu, chưa sôi, chưa lên hơi mà. Chắc chưa rồi, để ngồi nhảo nghe. Ăn cơm với ăn cháo nha. Có gì nấu cháo. Nhiều quá rồi. Được không? Anh ngồi đó bạc quá anh. Nè nè nè, ngồi xích qua đây đi, em bào xong rồi nè. Rồi. Ngồi xích qua đi, em bào rồi nè. Sao nay gió dữ vậy ta? Gió nước mặn lên đó. Đó, ngồi xích qua đi. Em cạch cái đó đi. Em đứng với anh này, gió ngược qua hướng đó. Ở được không? Em coi đi đi, rồi rồi anh đi ấy cho. Em chắc nước cho. Ồ, mới sôi à. Gió đàn đàn nấu đây. Cao quá à. Không cao lùng lùng thì nó càng khó nấu cho em nữa. Nhưng mà lùng lùng khó lắm. Vậy em thấy vừa tầm em. Ồ, thịt coi nè. Xíu nữa thì cho sôi đều một xíu nữa. Thịt mà nó kẹo luôn á ta. Con này thịt dữ thiệt chứ. Được nước lạnh hả anh? Được nước lạnh rồi mình nấu lên. Tưởng nói gì nấu nước nóng. Lần nước lạnh bấm muối vô. Thịt được không? Dữ dằn thịt luôn. Cái tùm lum hết trơn vậy nè. Đem cái gỗ đi. Nè, gió rồi. Gió cho anh né đi. Đây em. Em đi xuống dưới hả? Đây, đi. Trời tội hay ta. Trời ơi. Vậy mà cũng chụp được hay ta. Xuống đây em ngồi đi chỗ mát. Được không? Ở đó đi. Xuống đó chơi mình đi. Được không? Được rồi. Tự nhiên bị hương tích à. Buồn hết sức. Đó giờ anh ăn con cua là nhiều. Con này anh chỉ giống như bắt được một hai con luộc nó ăn thôi. Mà về đây quá trời nhiều luôn. Sáng đi chợ anh kìa. Để đóng đóng vậy nè. Cái thao nào thao nấy thôi hết hồn luôn á. Tính ra từ hồi bầu tới giờ là em không có đi chợ. Em không biết ngoài chợ luôn. Chừng ra em không biết đi nữa. Đừng móc đừng bỏ em nghe. Không biết đường đi đâu á. Mà ngộ em với con này nè. Nó đeo dính chùm giống như mỗi lần mình đi câu con gì con dĩa nhật á. À con cua lông. Ừ. Nó dính chùm vậy đó. Ngộ ha. Quá trời luôn á. Cha mẹ đây nói con này nó đi theo nước. Thì đó nước mặn nó mới lên nước nhiều mặn đó. Nó đi lên mình. Vậy là hết hồn. Tinh tay nữa hả? Vậy là ở dưới vùng biển nhiều lắm ta. Nó chắc nó kiểu ở nước lợ á. Nước lợ á, nó đi theo nước á. Mà cơm chắc chắc được rồi quá anh. Ây da. Ôi, nồi cơm chắc được rồi anh ơi. Được chưa? Để mình coi coi. Nó nứt hết rồi, chút xíu. Anh muốn ăn cơm mềm phải không? Ừ. Khô quá ăn không nổi không? Khô quá ăn không nổi đâu. Để em chuẩn bị đồ cho anh chắc là được rồi đó. Chắc xuống đó cũng được. Chắc bỏ luôn hả? Ừ. Chắc bỏ nước luôn đi. Chứ lấy mát nước quá rồi. Mát quá, mà mát ghê. Bắt cái ghế ngồi cao cao đâm cho nó dễ. Cao quá đủ. Bắt cái ghế nhẹ của em á. Để em canh để thôi, ngồi ăn cơm nhão à. Canh cho kỹ nha. Hôm nay lâu quá không nấu cơm à. Lục nhè. Được rồi anh ơi. Chắc đi anh. Nhìn chắc chắc. Đâu cái bảo đâu. À. Hai cái lẫn mới đủ. Đây. Cái nắp nóng nha. 1 2 3 lên. Bỏ nước luôn đi. Bỏ luôn. Không có ăn cái nồi. Nồi này là nấu cơm siêu ngon đây. Chờ một chút để miếng cơm cháy cạo bọc gọt nữa ha. Đúng bài luôn. Cái này để một xíu đi anh nè, hả, rút lửa ra. Ừ, cho lửa nó nóng lên phải không? Cho lên hơi cái đi rồi em chỉnh lại. Đây mình quay gần cho cả nhà xem, quá chừng thịt luôn. Thịt nó dẻo luôn á.
Ủa, dữ lắm thịt. Mua 2 kg mà tính mua 3 kg nữa chứ sợ không đủ. Thịt nó dẻo nhẹo nhưng mà như con cá mình nhồi đó. Cái này mình nấu nồi canh không hết, chắc hồi anh luộc xong rồi mình lấy miếng mình nấu canh. Số còn lại chắc chừa đem vô nhà có nấu gì nấu quá. Cái này biết nấu gì không? Bánh canh, nấu bún riêu. Mới ăn bánh canh chồng muốn ăn bánh canh nữa hả? À? Này nấu bún riêu là tuyệt vời luôn. Hay là muốn ăn bún riêu nữa không? Thôi để bữa nào đi mình ăn nấu bún riêu nữa. Mày mời mình nấu. Ăn nữa mình hả? Lấy cái nước này mình nấu bánh bún riêu gà gạm. Bún riêu gạm. Mua hiêm về mình đâm cái mình lấy thịt mình làm bún riêu gạm. Còn giờ cái thịt này ngồi đập trứng vô hiêm chiên. Ừ quên lấy trứng nữa. Để lấy trứng nha. Cuối cùng thì gạm chồng mình đâm cũng xong rồi nè, giờ anh sẽ luộc nha. Giờ anh cho vô đây một miếng muối, phải muối không? Muối. Cho nó bột ngọt. Đường, lộn với đường mới giữ á. Cho nước vô mình trộn nó lên cái rồi luộc nó ra. Vừa thôi anh? Phải nhiều vậy hả? Ôi, thịt nó nè, quá trời luôn, kiểu nheo tay, luôn. Cái tay mình rửa sạch rồi, lấy cái tay mình bóp luôn nha. Cái này thì sử dụng tay mới làm được cả nhà ơi. Bao tay vô đây nó cũng lủng hết trơn à. Tay rửa sạch ôi, mình thật. Làm thôi nhà ăn không à. Lần đầu tiên ăn con này làm kiểu này luôn á. Coi nè, thịt quá biết trời. Biết lượt ra thịt không đây nè. Dạ chứ. Cái này là đảm bảo là vài bữa nữa cả nhà sẽ thấy có một nồi bún riêu gạm. Gạm hay là rạm anh? Con rạm R nữa hả? Anh thấy như anh chưa đó giờ chưa tìm quá hiểu. Quá chừng luôn. Đắt kẹo rồi nè. Cái màu nó giống màu đất sét. Tại cái màu thịt nó vậy á. Vậy anh chế thêm nước đi. Ừ. Con cua thì ra cái thịt nó màu hơi đen, nâu. Ừ. Con này nó vàng. Trắng. Với lại anh đâm cái gạch luôn. Đúng rồi, gạch quá nhiều nè. Đây bên đây thì chuẩn bị cái son siêu to luôn cả nhà ơi, lượt. Này là mình đảm bảo là sẽ có một nồi bún riêu nha. Bún riêu kèm theo rồi đó. Bún riêu nhưng mà chắc phải mua hiêm quá anh. Bún riêu mua thêm đặng về làm riêu. Ừ, cho nước vô hiêm mới lượt được. Cho thêm miếng nước nữa. Cho quá trời đặc. Vậy anh phải lấy đồ anh múc không? Để anh nghiêng nha. Nghiêng sao nghiêng được? Lấy cái giá múc hả? Ừ, lấy quá cái ca, kiểu. Lấy cái ca nhỏ đó, mình có cái ca nhỏ đó. Nè, để xay nghiêng vô. Đi. Để nghiêng vô anh đổ nó chảy mà. Chảy không? Chảy. Quá trời cà thịt luôn rồi cả nhà ơi, đã ghê. Trời ơi, vẫn còn thịt kìa. Ôi, cái này đâm á em, nó nhảy thịt ra hết trơn rồi. Ừ. Thấy vậy chứ trong nó không còn gì hết. Không còn nguyên cái que mà nó thịt nó ra hết. Được rồi. Qua đây phải không? Được không? Đây. Đem phụ vịnh. Em vịnh cho mình nha. Đó. Cái gây này cũng hơi nhỏ. Vô hơi không? Luôn. Có chảy ra ngoài không? Không. Ủa quá chừng thịt luôn rồi. Nó không xuống hết nè. Từ từ. Tại vì nó có cái phổi, cái phao nữa. Ừ. Vậy anh phải lấy cái hao khác rồi anh ơi. Không được rồi anh ơi. Chút rồi lượt lại lần nữa hả? Lấy cái hao khác á. Mình cho cái này ra. Để anh lấy. Quá này rồi. Cũng hơi cực nha cả nhà. Đây, nó ra hết gạch rồi, nó ra hết thịt rồi, nhưng mà cái này mình phải lượt đi lượt lại nhiều lần. Có cái con ấy rồi anh, cái mùi này á, mùi hải sản nè. Ơi, ha, sẵn tay anh vớt cái đó ra đi. Anh, vậy nè. Giọt hả? Nè, đó, anh giọt đi. Ủa mấy cái con này. Cái mùi. Có cái anh mùi. Dắt á, đụng rồi. Quá trời, thịt kiểu nhiêu luôn cả nhà ơi. Ủa, còn quá chừng luôn. Này mình phải làm lẹ lên. Có rùi. Này hồi là sẽ cho nước vô chắc tầm 3 đến 4 nước nữa nha. Đây mình lượt cũng xong rồi nè, giờ mình bắt lên, mình bắt cho nó sôi lên là thịt nó sẽ nổi lên trên mình vớt ra. Để nắp lại cho nó mau sôi. Rồi nó sôi lên rồi nè, vậy giờ mình vớt thịt ra nha. Thịt nó cục vậy nè. Mình vớt ra đi, sau một hồi lấy cái gỗ mình để lên cho nó lắng nước xuống. Đó, thịt không luôn nè. Quá chừng thịt luôn anh ơi. Đó, vậy là thịt nó đó, nổi lên hết trơn rồi. Đó. Trời ơi. Một ề luôn. Mà không có lấy riêng cái gạch ra được, ổn hen. Một chút cái mình lấy cái gỗ, mình để nó lên cho nước nó nhiễu xuống hết, còn thịt lại. Phải có lấy riêng cái gạch gan hồi kho mình cho vô, còn này mình kho thịt không?
Này mình kho thịt thôi, không có gạch. Quá chừng luôn. Cái khâu này chồng mình đảm nhiệm nha cả nhà. Giờ mình ở đó giờ chưa có làm cái món này, thấy không? Hồi mình sẽ nấu và mình sẽ kho. Ngồi cho em chế biến món ăn, còn cái này để anh làm. Cái nồi cao quá. Cẩn thận nha anh, chừng nóng nha. Quá trời thịt luôn nè. Để xuống đi, cầm chi cho nặng. Nó nóng. Nóng nữa. Đóng thịt luôn á. Đã quá. Cái nước nó ra cũng trong chứ nó không có vàng như cua hen. Nó cái thịt hồi nãy đục ngầu đúng không, là cái thịt nó còn thịt nó không á. Dở lên nó trơn rồi nè. Đã quá. Gọi chừa để ít ít đặng mình nấu canh. Chừa ít ít trong đó đặng nấu canh ha. Cho nó có màu. Quá đã luôn cả nhà ơi. Cái nồi nước này á, giờ mình sẽ lấy một phần mình nấu canh thôi nha. Còn ấy mình chừa lại. Thịt nó còn dính ở dưới nè. Mình nấu món khác. Ôi đã quá. Chừa lại luôn hả? Chừa lại luôn đi. Ok. Hiện giờ cái này giờ sẽ trút ra cái rổ. Đây là cái rổ. Nãy hai vợ chồng lượt lượt giết con hồi. Cái gỗ mũ được không anh? Được. Nó nóng quá cho không? Cho nó nguội xí đi. Vậy lấy cái thao khác trút qua. Chút nãy hai vợ chồng á, lượt bằng cái rây này lâu quá, lấy cái rổ này nè. Lượt cua luôn, lượt lượt, lượt 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 thịt con này luôn. Ê, chế vô được rồi đó. Anh chắc nước ra bớt. Ê, cẩn thận nha. Giờ anh chắc nước ra. Chắc bớt ra. Chắc bớt ra. Nó cũng mau ra nước đó đó. Để phía kia thịt không mà. Thịt một đống luôn, mày có ký thịt á. Thôi mình để gì đi, nó ra mình chắc luôn anh ơi. Em sợ trút vô gỗ mũ nó ọc ăn không tốt. Đó, mình chắc hết nước gì cũng được rồi nè. Ok. Em sẽ chế biến món ăn cho anh. Rồi, khâu còn lại nhờ em. Chồng mình cũng đã lượt xong cái thịt con rạm rồi nè. Giờ mình sẽ chia làm hai món. Mình lấy ra một phần mình kho, còn một phần thì mình sẽ đập trứng vô chung mình chiên. Anh muốn kho nhiều hay kho ít? Kho cái nồi đất đó nửa nồi thôi. Ok. Giờ mình sẽ ướp nha. Mình ướp xong rồi hồi mình phi hành tỏi xong rồi mình mới cho vô mình kho. Chắc chứ mình sợ đây bị tanh á. Chia gì đi. Nhiều quá không anh? Hơi nhiều ha. Ừ, quá chừng luôn. Có hai. Mình để lại một miếng, chừa ghi một miếng rồi để vô canh nữa. Cũng được. Để lấy một miếng rồi cho vô nồi canh. Nhiều quá nhiều. Cái này mình để riêng rồi nha. Hồi nấu canh. Còn cái này giờ mình sẽ ướp. Ướp đặng mình kho. Mình cho vô đây là bột ngọt, bột niêm, đường, muối. Kho như kho quẹt vậy cả nhà ơi. Cái này là theo thể yêu cầu của chồng mình nha. Chứ cho một xíu muối thôi, mình cho thêm nước mắm nữa. Lần đầu làm cái món này không biết sao đây nữa. Cho thêm nước mắm vô. Chắc mình phải cho vô thêm một miếng nước màu nữa quá. Cho nó mặn mặn, ngọt ngọt mới ngon. Rồi mình cho vô đây miếng nước màu dừa. Cái này phải có cái gạch nữa. Mình cho vô, mình kho xong rồi mình cho vô. Còn này nãy cái con này lấy gạch nó lâu quá cho nên là thôi, cho thêm miếng nước màu nữa đi. Nước màu là nước màu dừa nhà nấu nha. Cái phần để kho nè, mình trộn lên đều rồi mình để đây một xíu đi cho nó tan gia vị ra. Cái chén này để nấu canh nè, mình cũng cho vô một miếng bột ngọt với bột niêm. Bột ngọt với đường chứ. Xíu muối. Ướp cho nó có gia vị trước đi, để cho nó lạt nhách à. Rồi hồi mình cho vô nồi, mình nấu rồi mình niêm lại. Có 2 kg quá trần thịt luôn. Thịt rất là nhiều luôn cả nhà, thịt nhiều hơn cua nhiều luôn á. Ăn con này lời á anh. Ừ, thịt quá trời thịt luôn mà. Như giá nó cũng tương đương với con cua đúng không? Nó cũng ngang con cua nhưng mà anh thấy thịt quá trời nhiều.
đâm ra một cái anh thấy nó dẻo nhẹo luôn là anh biết con này thịt dữ rồi. Rồi mình cũng để ở đây nha, để qua một bên cho nó tan gia vị ra rồi mình nấu. Còn lại phần này mình sẽ đập trứng vô đây. Cái mùi con này mấy cái con ruồi nó cứ bay lại hoài hả. Bữa nay là mình làm cơm theo thể yêu cầu của chồng mình. Tại đó giờ mình chưa có ăn cái con này rồi mình chưa có biết. Này mình cho vô là 4 quả tấn vịt với 4 quả tấn gà hả vườn. Gà này gà nồi, cái trứng nhỏ nhỏ không à. Giờ trong đây mình cũng sẽ nêm muối, đường, bột ngọt. Thêm vô một xíu nước mắm cho nó thơm. Rồi mình sẽ sắc một miếng hành lá mình cho vô. Chiên trứng có hành lá nó mới ngon. Cho nhiều nhiều xíu luôn. Cái phần gốc này nè, hồi mình lấy mình phi thơm chung với hành củ luôn. Phần gốc này mình để ra riêng đi, mình phát với phần lá. Mình cũng sắc nhuyễn luôn nha. Rồi mình cho hết vô. Mình chiên trứng á, thường thường mình cho hành nhiều cho nó thơm, cho nó ngon. Mình cho thêm vô đây là một ít hành tím nè. Hành tím sắc cho vô. Rồi khuấy đều lên. Đánh cho nó đều với cái phần thịt nha. Không biết ngon không nhưng mà mình trước mắt thấy là hấp dẫn rồi đó cả nhà. Quá ngon luôn, quá chừng thịt luôn. Quên nữa, mình sẽ cho vô đây một miếng tiêu nữa nha. Cho tiêu nhiều nhiều một xíu. Nay gió quá chừng gió rồi. Nay nước mặn nhiều, ở mình nước mặn nhiều. Rồi nha, giờ mình sẽ tới khâu nấu. Nấu chín nữa là ăn cơm được rồi. Wow, cái nồi nước, ủa dưới còn quá chừng thịt luôn. Quậy lên. Mình sẽ múc một miếng, một phần mình nấu canh. Chứ nấu hết nhiêu đây hai vợ chồng ăn chắc tới ngày mơi luôn á. Nấu nồi canh đặc đặc thôi. Hồ dưới còn quá chừng thịt luôn. Nấu cỡ một tô thôi nha. Giờ gió quá mình qua tới bếp này đi. Mình kho bếp này luôn. Đây cái nồi đất bé bé xinh xinh.
Nồi này thì phải nấu lửa nhỏ. Trong lúc đợi cái chảo nó khô á, để mình phi hành, để mình kho thì mình qua đây mình sắc mướp. Mướp rửa để nè, sắc ra sợ nó đen, mình sắc ra mình nấu liền á nó mới ngon. Mướp khía này chứ nó ngon lắm. Nồi đất nó cũng khô nước rồi, mình cho dầu vô. Đợi dầu sôi mình cho hành vô mình phi. Mình sẽ cho vô đây là hành, gốc hành nữa nè. Với hành tím sắc cho vô, cho nhiều nhiều cho nó thơm. Tại nãy trong cái phần thịt á, mình không có ướp hành. Mình đợi phi thơm rồi lên này mình mới cho vô, nó mới ngon, nó không bị tanh. Cái nước canh á, mình nấu lại nó cũng sôi rồi nè, mình cho cái phần thịt gạm vô. Xong mình cho mướp vô mình nấu. Bột ngót mình cho vô sao. Mấy cái nó dính theo. Mà mướp cũng mau chín lắm cả nhà. Wow, cái nồi siêu ngọt luôn. Cái nồi hành phi bên đây nó cũng vàng cũng được rồi nha. Mình cũng cho hết cái thịt vô. Cái nồi bé tí. Mình sắm cái nồi có chút xíu. Trộn đều lên cho hành nó đều lên cho nó thơm. Mình trộn đều lên này. Mình phả nó ra cho nó đều nhau. Mình để đây mình bắt lửa nhỏ thật là nhỏ cho nó khô lại. Ôi cái nồi mướp màu sâu quá. Mình vớt bọt cái đi. Mình cho rau ngót vô nữa là được. Này mình nêm lại rồi mình thấy nó vừa nha cả nhà. Tính nêm lại nhưng mà nãy mình nêm trong cái phần riêu á, cái thịt con rạm á. Thì bỏ vô đây nữa nó vừa ăn rồi. Tắt bếp nha. Thế là xong được một món. Giờ mình sẽ bắt chảo lên để mình làm món cuối cùng. Đó là chiên trứng nha. Đây có cái dầu hành phi sẵn nè, cho vô. Chiên trứng này mình cho nhiều nhiều dầu xíu. Dầu sôi rồi mình cho hành vô, mình phi thơm. Cái hành cũng thơm rồi nè, mình cho nó thơm lên thôi, nó vàng quá nó khét vào cái gốc hành hết. Phần trứng với cái thịt này mình đánh đều lên cho hết vô. Cái này mình không biết chi nó dính lợi hôn đi nữa. Dính lợi không anh? Dính nè em. Dính không? Bình thường ta chiên bằng cái chảo chống dính nó dễ, còn mình chiên bằng cái này. Không, cái chảo này chắc cũng không sao đâu. Nó không dính đâu, nhưng sợ ở đó nó không dính, nó không dính chảo đâu. Ừ, em sợ trứng ít nè. Chiên lửa nhỏ. Ừ. Chiên lửa nhỏ lại. Mình đậy nắp lại cho cái phần trên nó chín. Chiên lửa nhỏ nhỏ thôi nha, để hơi phần dưới nó khét à. Trứng này mình chiên cái bề dưới mình canh nó cũng vàng rồi nè. Nhưng mà trở nguyên cái gì thì mình không có trở được. Ở trên nó cũng còn rất là ướt luôn. Giờ mình chẻ ra. Ui, xem chút xuống đất rồi. Chẻ nhỏ ra mình mới trở được. Cái này nãy hơi dày. Cái món ăn của anh nó
nó khó khăn quá, nó ngộ nghĩnh quá. Nhưng mà ngon lắm đó, cái này dạng như chả mà. Wow, ui ui, ngon chưa. Vậy bây giờ bề này bắt nhỏ nhỏ cho nó chín tới trong luôn. Ồ, phải trở được nguyên cái nha. Mà mình chưa đạt tới cái trình độ đó. Nhưng mà nhìn hấp dẫn rồi nè. Này là giống chả rồi, đúng không anh? Ừ, nó tựa như chả thôi, thay vì cái kia mình... À, sao cái này nó mềm như vậy? À, phần này chắc chưa vàng quá. Thay vì cái kia mình hấp đúng không? Còn cái này mình đi chiên. Chiên đi cho nó ngon hơn. Nó thơm lắm á. Nó thơm hơn. Rồi, bây giờ... Nữa là chuẩn bị dọn cơm thôi. Để chín bề này nữa. Còn bên đây thì... Sao nãy giờ... Cuối cùng thì nó cũng khô. Khô lại. Nãy tính để im một chỗ. Cái này em biết gì không? Nãy giờ tắt bếp luôn. Cái gạch nó mình gửi lên trên mặt nữa là nó sẽ giống như ướt nãy phần. Nó giống như có một cái lớp trứng áo ở trên vậy đó. Nó cứng là còn này mình không có gạch. Này thua. Bó tay. Cho hành lá vô không anh? Cho hành tiêu. Gắt miếng tiêu đi. Cho miếng tiêu vô. Hấp dẫn lên lại. Để em cho miếng hành lá nữa, cái em đậy nắp lại. Nó hầm lại nó chín hả? Nó chín hành. Cho một miếng hành lá lên trên mặt nữa. Nhìn nó khô quá à. Đúng rồi, nó bị nó khô vậy mà. Thì anh nói nó còn dưới cái gạch á. Cái nắp đâu rồi, em nó lại. Có cái gạch để lên trên đó là mới tuyệt vời. Còn này mình không có gạch. Cái nắp lại cho nó chín hành. Rồi một món nữa đã chín. Thôi cuối cùng cũng xong. Cũng tới giờ ăn. Cả nhà ơi, để hành. Nồi cơm dẻ. Nó nguội luôn rồi cả nhà. Tính là mấy món này nhanh quá, nóng. Nóng. Tính là mấy món này nhanh lắm, ai dè đâu. Hai vợ chồng suy nghĩ, ôi con gạm này lắm, cạch lượt ra, nấu 30 giây. Ai không, tại vì mình làm nhiều quá. Mình làm nhiều mới đủ ăn nè. Tính ra cái này là mình chiên như vậy là hơi bị ít trứng. Hơi bị ít trứng rồi. Chứ mà... nhiều trứng nữa nó kết dính, mà chủ yếu ăn cái con gạm đúng này nữa rồi. Cái phần quan trọng đó là con gạm. Mời cả nhà ăn cơm với hai vợ chồng mình nha. Mời cả nhà. Cái này của này nè. Đục bùng lỗ tai rồi. Mời cả nhà. Cái món chính là của anh đây. Mình thì ăn thử món trứng này coi. Chả. Đúng hương vị này coi. Đúng không? Chả đúng rạm rồi. Đây cả nhà, chiên lửa từ từ. Chấm với nước mắm. Đợi đưa lên tới tới miệng còn ướt. Một miếng chả rạm. Mời cả nhà nha. Nó thú vị không? Ngon. Nhưng mà như hơi bị đậm muối xíu, hay là đậm nước mắm xíu, hơi cứng. Anh ăn thấy bình thường mà. Uh-huh. Ngon mà. Em thì thấy hơi cứng. Ngon. Ăn này với canh là đúng bài. Cái này á, là có gạch vô là nó sẽ kết dính lại. Đúng rồi. Mà em thấy ngồi cạo gạch nữa chắc giờ này chưa có ăn đâu. Cạo gạch nữa chắc sáng mơi ăn cơm sáng mơi. Thôi cái này ngon nè anh, nó thơm. Cái hành, ăn đụng cái hành nó thơm. Mình thì thấy mình im hơi bị cứng. Anh thấy vừa ăn mà. Còn chồng mình thì anh thấy vừa ăn. Vừa ăn. Ngon nha. Cái nồi đó là anh quét là... Không uống công. Bá chết. Ngon quá. Còn nguyên nồi nước à, giờ sao? Để dành. Bây giờ anh đang suy nghĩ nấu bún riêu nữa thì lại đâm nữa cái ngán rồi, mình chế cháo món khác. Nhưng mà nói chứ mai mốt bún riêu á mình nấu cái khác nha cả nhà. Cái này cái nồi nãy á mình để lại lên vô nhà nấu canh thường ngày ăn, nấu này kia ăn. Giờ ví dụ như em đâm con gà em đem lấy thịt nữa thôi thì nó có nước nữa rồi. Nhưng mà mình nấu cũng kêu mình nấu mới á. Ý là mình nấu mới. Em muốn lấy thịt con gạm nữa thì nó vẫn có nước tiếp theo. Đúng rồi, cho nên là mình vẫn phải nấu mới thôi. Còn này giờ nấu ăn đi. Chứ để không ngon. Để lúc canh không? Cái canh này thì nó hơi có cái mùi của cái con này. Hình như mấy cái này em phi lên hết rồi, nó làm mình như nó bán mùi hết rồi. Cái mùi của con này còn hơi đậm.
khi làm nó lộn xộn vô mình không biết được. Có là ăn được. Chưa thử món kho của anh. Ăn thử rồi, tuyệt vời luôn á. Tính là làm món này nhanh, anh về làm xong đói meo gâu. Có công đoạn lấy thịt của con này nó lâu à. Chứ mình có sẵn chế biến rất là nhanh. Có sẵn thì nói làm gì. Giờ này đi ngủ mấy giấc luôn hả? Nhưng mà cái gì cũng vậy mà, phải từng công đoạn chứ. Sáng ra chợ rồi anh thấy người ta bán con này nè, chắc đóng nhìn mắc cười lắm, nó không có chạy nha. Con này nó kẹp dính con kia chắc thành một đống vậy nè. Nó còn sống. Nó còn sống. Vô nó gì vậy? Đống vậy đó, nó không có chạy, thì con ăn. Ơi, hơi đau rồi đó. Nó cắn á. Nó cắn thôi chứ nó không có chích. Đi. Hết hồn. Con ông này định đập nó là dính kim á. Nó đau rồi đó, không biết con gì vậy. Nó cắn rồi mà. Nó khơi nó đâu. Nó quào quào thôi. Chừng nào mà nhức luôn kìa. Đập là nó dính kim phải không? Ừ. Đập là dính kim á. Hai chén rồi. Được được. được. Cái này được. Em muốn vô chén sao em chẳng cần vô ăn. Ừ. Bá chén một chén được nha. Nó tối luôn. Ăn mà nghe ghê vậy. Cái này là món tủ của anh phải không? Tủ của anh mà. Hèn chi một hai là em ơi làm cái món gì tới gạm đi. Em có biết cái con đó đâu. Mình trả lời ảnh, em có biết tới mặt mày cái con đó đâu mà anh kêu em làm. Em nhớ mỗi khi hay cua đồ nấu nấu bún riêu hay làm gì bằng cua á, anh kêu em vớt ra nó kho cho anh không? Anh kho, anh thường kêu em làm bằng cái gạch không à. Thì cái thịt ít thì mình không có. Cái gạch vẫn ngon. Nhưng mà cái gạch kho nó lên đâu có vậy đâu. Cái gạch kho lên cái nó sệt lại tại nó là gạch mà. Giống hôm bữa mình ăn bún bánh canh vậy đó. Bánh canh gạch của con cua phải không? Ừ. Là vậy á. Nghiêm đậm lên chút. Ăn cơm. Mặn nó kiểu như kho quẹt á. Giết giết. Ngon rồi chứ gì. Hồi đó người ta hay bán gạch tôm lắm nha. Sao giờ không thấy mẹ nữa? Hay ở tên anh có không? Có. Lâu rồi không thấy bán nữa. Mua về cũng kho vậy đó, kho quẹt á. Ăn như canh. Mà giờ sao không thấy bán nữa? Không thấy bán cái đó nữa, hồi trước bán nhiều lắm á. Không biết phải gạch tôm thiệt không à. Anh thấy là gạch tôm á. Hồi đó tôm xuất khẩu, mình bây giờ không biết cái gạch nó đi đâu không biết. Hay là cái gạch đó bây giờ người ta làm người ta mua khác. Ừ, tầm chuyển khác á. Cái gạch đó kho béo lắm á. Ngon ha. Thấy cái món chị chơi của anh mà ăn ngon ghê không? Quá chừng thịt luôn. Rồi đâm ra là anh biết là thịt dữ rồi. Thấy chả này gì? Tính ít. Ai giờ dễ ba miếng là thấy. Hai vợ chồng là ăn là hai chồng ăn một miếng à. Cái chả này anh nghĩ em nấu gì bún riêu em xài chả này được luôn. Chiên hả? Nó béo hơn cái chả hấp luôn á. Có dầu á. Ừ. Cho em nửa giá rồi. Em chén thứ hai rồi, anh chén thứ tư rồi đó. Ăn rồi con mắt nó hiếp được rồi anh. Quá ngọt, ai nấu mời anh dữ vậy ta. Để nồi cơm nó dẻ luôn, nãy giờ không có xới lên đó. Ngon. Hai vợ chồng nấu nồi cơm xong rồi để tới nguội luôn á. Mới làm xong con này. Cười. Mốt rút kinh nghiệm nha. Có làm cái con này nữa mà ăn cơm hen. Là làm xong cái con này đi rồi đi nấu cơm lại vừa. Mắc cười á. Nồi cơm nó đi ngủ rồi. Cái này cũng ngon cả. Từ hồi bầu tới giờ luôn em mới ăn rau rồi hết. Anh sáng đi mua lắm biết em dám ăn không?
Nên giờ thì ăn bình thường thôi. Hồi mới á, 3 tháng đầu á. Ăn ít ít thôi. 3 tháng đầu đâu dám ăn. Giờ bình thường. Bình thường hết rồi hả? Nước dừa rồi còn uống bình thường mà. Em đi khám bác sĩ kêu về uống nước dừa vô. Bác sĩ còn kêu nữa. Cử là cử mấy tháng đầu thôi. Nè, ăn thử giống ăn rồi. Ngồi ăn rồi. Thân tí luôn á. Thích cái này hả? cái nào cũng ngon hết. Biết sao mà 3 tháng đầu cử không anh? Nát quá hả? Lúc đó em bé còn nhỏ. Ừ. Nó chưa bám chắc. Nguy hiểm. Giờ nó thật khỏe là được ăn quá. Giờ khỏe. Giờ đạp múa như gồng rồi. Gồng mà, gồng con mà. Gồng con. Đạp múa như gồng. Gồng cốt mèo. Tuổi gồng nhưng mà cốt con mèo. Bị lai. Đầu mèo đít gồng. Bị lai. Nữa thôi. Ai? Thế vậy mà ăn bắt dữ kìa. Hào cơm lắm chứ bộ. Nãy mất rồi. Anh lên anh ăn 2 chén hả? Mấy rồi? 5. 2 nhân mấy rồi? 2 nhân gần 3. 2 nhân 2.5 rồi. Giống như em với anh làm xong đứa một món quá. Anh thì cái hớ đó, em thì cái này. Qua nó ăn. Canh ăn chung. Lâu rồi mới gặp lại. Em đảm bảo là rất là nhiều người sẽ không biết cái con này. Ở đây mới thấy nhiều nha. Đảm bảo luôn. Ừ. Em ở đây em còn không biết. Hồi trước anh á, hồi nhỏ nhỏ thường bắt dưới sông được 1-2 con hà. Ừ. Đâu biết lạ lắm, kêu con gạm, trai nói con gạm thôi chứ. Về đây thôi, bữa đi chợ thấy một chắc một đống quá trời con gì vậy ta. Lại gần thấy nó rồi. Hay là tại tên anh thì kêu con gạm mà dưới em kêu con ghẹ. Nhưng mà đâu phải, con ghẹ là con kia chứ. Con này nó... Có khi tùy theo dùng ta kêu. Con này kêu con còng thì em tin, tại vì cái càng nó giống con còng quá. Chứ kêu nó mà con... này là... Nó sống xuyên suốt hình như ở dưới đáy sông á. Kêu nó bằng con ghẹ. Không biết nha cả nhà. Không phải không tin mà là không biết mỗi người. Rồi mỗi vùng nữa. Mỗi nơi khác nhau nữa. Không biết được. Rồi. Gần hết miếng chả luôn á. Có mình em ăn à, lấy 3 miếng mà có mình anh ăn à. Em ăn à. 4 miếng. Em ơi. Em cơm nói quá no. Ăn cơm đi. Thôi, xuống nữa. Ăn hồi ăn luôn á. 5 chén à. Dán đi đặng mốt chăm sóc. Chứ cái mốt em làm mẫu rồi. Hết làm món ngon rồi. Hết bài không phải gì á. Lúc đó không bài được thôi. Chứ món ngon vẫn có hả? Đúng rồi. Lúc đó món ngon còn hơn. Thêm nửa chén nữa. Ăn ké mà đẻ. Ăn ngon hơn nữa. Thì không có vợ thì tự làm ăn. Có vợ. Vợ thì vợ làm cho ăn. Rồi mới mốt á. Thì ăn ké của vợ, vợ không bài nữa. Ăn ké của vợ mấy món vợ đẻ làm ăn. Đừng có nhiều sữa cho em bé á. Ăn ké. Em còn mập dữ nữa. Em muốn bổ không á. Ví dụ như là heo hầm củ sen rồi nè. Đã. Đuôi heo hầm củ sen rồi nè. Cái gì nữa? Gà ác nữa. Gà ác nó hầm bắt được. Đã. Nhưng mà anh nghĩ nha. Chắc là nó ngán lắm đây. Ngán không? Ai biết. Nhưng mà thời gian này em ăn gà ác hầm bắt được rồi. Vài bữa có đi chợ. Đi mua. Mẹ nói là mấy tháng này rồi. Là ăn được rồi. 2 x 3 rồi đó nghe. Ý rồi. 2 x 3 bằng 7. 2 x 3 bằng 7. Ủa tự nhiên phút cuối đụng ớt ở đâu vậy anh? Ớt mắm.
Hà tiêu, tiêu với ớt gì? Tiêu á. Gió. Mặn là nước mặn nhiều luôn rồi á. Bởi mẹ nói nước mặn mới có con này nè. Nó mới lên tới đây nè. Nó đi theo nước ha. Lấy 3 miếng mà con mình ăn cái này à. Ảnh thì khoái ăn cái này đó. Ảnh thì lưng một bên. Đây. Ảnh thì lưng một bên. Nó khoét một lỗ. Đây. Còn mình thì khoét mỗi đây. Wow, hai vợ chồng chia ra. Thấy vậy mà cũng quá là ngon. Chỗ bắt nồi cơm nè. Còn nửa nồi luôn á. Giật ớt ớt luôn á. Không tới nửa nồi nữa. Nãy nấu đầy nồi chứ bộ. Cũng gần gần đầy chứ bộ. Có nhiều đâu, có 6 chén chứ nhiều. Hai vợ chồng mình cũng ăn xong rồi cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của hai vợ chồng mình ngày hôm nay. Mong cả nhà ủng hộ kênh hai vợ chồng mình cũng như video tới. Mong những ai yêu quý hai vợ chồng mình hãy cho hai vợ chồng mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ hai vợ chồng mình nha. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại.